Chào các bạn. Đố các bạn hoa đó là hoa gì? Hình như cái này là cây fancy thì phải. Hôm trước mình ghép quá trời luôn mà nó rụng mà. Ghép 2, 4, 6 bò mà nó dính được có 4 bò. Nhưng mà nó dính được cũng không toàn vẹn nữa. Đây nè. Cùi. Để giờ ra coi. Cuộc đời này đâu phải cái gì cũng làm được, có lúc được, có lúc không. Cuộc đời này nó đâu có hoàn mỹ đúng không? Nên là lúc này lúc khác. Chờ em tí nha, lấy cái cần quay cần cho coi. Em thấy hoa này đẹp, nó rất là nhiều lớp. Xin quay cho này. Khoe hoa mùa anchovy đó. Nhìn hoa y như hoa giấy luôn. Này là nhiều lớp ghê luôn á. Hoa to. Mặc dù là cái bo ghép nó bị cùi. Nghe không? Nó bị xàm luôn á mà nó vẫn lú lên luôn nè. Mấy cái kia cũng vậy luôn. Mình ghép được mấy ngày đó xong rồi nó bị nước nhiều quá. Nước độc nhiều quá. Không phát hiện kịp dở ra là nó thúi. Nó thúi nhưng mà đãi luôn. Nhưng mà cuối cùng là từ đó nó đâm lên. Nó còn một cái giống như cái mầm sống nhỏ nhoi luôn á. Mà nó đâm lên nó gây ra hoa luôn. Hoa đẹp ghê á. Chết luôn, chết luôn. Còn cây bên nè. Cây bên đó. Cây bên không? Đây. Hoa này rất mạnh nha. Đây là lần đầu tiên mình thấy nó bự như đó. Bây giờ cái cây này nó sung rồi. Nhưng mà nó sung cái kiểu gì thì mình không có biết. Mình mua cái này là cái mua của bà Yến Nhi đó các bạn. Mua lâu dữ lắm mà. Mua cái cây này chắc 2 năm rồi đó. Nhưng mà trồng nó ra nó cùi nè. Hôm trước ghét cắt hết cái nó đâm một ra mà nó đâm không mạnh luôn. Nhưng mà không biết làm cách nào cho nó mạnh được. Đó, giờ đã chỗ được hoa, nhìn hoa cũng khá đã. Khá mạnh, không có bo đi lấy luôn nhá, độc. Nhưng mà hoa cài đây nó sống rồi. Nè. À, mình có thể so hai cái hoa đúng không? Cái này cái gì thì quên nè. Quên tên nè. Nhìn rất là ngầu đúng không? Cù xì lầu luôn. Cù xì lầu không vlog. Cái mùa này nó bị cái chỗ của mình nó bị nhện đỏ. Thì có nhiều người bị rịp sáp nữa các bạn. Nhưng mà hiện tại cái vườn của mình thì nó không có bị bệnh. Lá nó vẫn tốt. Mặc dù là mình không có xịt thuốc bất cứ kỳ thuốc gì hết trơn nha. Nhưng mà mình cũng đang suy nghĩ tới cái việc mà bây giờ hôm qua thấy bướm nó bay rất là nhiều. Nên mình thấy lác đác là cái đầu có sâu nó đậu rồi. Sâu nó bám rồi thì bây giờ mình xịt sẵn luôn, mình trừ luôn cái con bọ chỉ với cái con nhện đỏ rồi với diệp sáp các bạn. Thì diệp sáp ở xứ nó ngộ lắm, nó không có bám ở trên. Mà lại bám dưới rễ á. Thì mình thấy cái vườn xứ Bắc Tiên á, họ có giới thiệu một cái loại thuốc bán thuốc chứ không phải giới thiệu. Họ bán một cái gọi là cái này chơi này nè, chơi Movinto. Thì từ đó mình lần theo đó thì mình thấy cái này không phải là được người nào đó chỉ sử dụng, mà mình đi ra đường Thành Thái mình hỏi người ta mua một chai thuốc để trừ riệp sáp mà nó nằm dưới rễ. Thì cái thằng đó nó tìm không ra được cái loại nào, tại vì nó rễ nó cũng hơi khó. Nên là nó tìm được một cái loại này gọi là Movinto. Movinto các bạn có thể thấy nè, nó là lưu dẫn hai chiều đặc trị riệp sáp. Thì cái loại này á là nó sẽ khi mình xịt mình phun lên cây á, là mình không phun trực tiếp vào cái con riệp đó, nhưng mà con nó vẫn chết, nghĩa là cái chất độc đó nó nằm ở trong cây sứ. Và khi đó thì cái con riệp sáp á, nó hút
cái hút nhựa cây này nó sống á, thì nó lại bị, nó sẽ bị ngộ độc mà nó chết. Thì đây là cái loại mà ít độc. Cái này hình như là nó nghe nghe giang hồ đồn là nó ít độc cho những động vật nó nóng. Thì mình giống như mình vậy đó. Nhưng mà suy cho cùng thì nó vẫn là một thuốc hóa học, nên là cẩn thận khi sử dụng. Và cách tốt nhất là nếu như được thì mình cố gắng mình nhổ cây lên, tại vì trong một thời gian nó sẽ bị rịp sáp đó các bạn. Nên là các bạn phải nhổ cây lên rồi làm rễ này kia, rồi ngắm nghía xăm xôi cái rễ nó, rồi tìm cái thế này kia thì nó cũng cảm cũng vui. Nên là nên có nghĩa là mình phải vệ sinh rồi xong mình bỏ cái đất trồng nó đi. Mình tìm một cái chất trồng mới mình thay thế thì nó sẽ đỡ cái chuyện rịp sáp hơn. Chứ cái thứ hai nên là mình mua, mình theo mình xem một số số mà cái trang mà chuyên về trồng mai rồi trồng lan đồ. Lan rồi nó cũng bị nữa. Có con nghiệp sáp với nhện đỏ đồ rồi bỏ chỉ này nó ăn đủ thứ cây chứ không riêng gì cây sứ. Nên là nó ăn đủ thứ. Mình nhìn nó giống con người. Người gì cũng ăn chứ giờ nói gì nó cũng ăn. Sứ đắng nó cũng ăn, khô qua nó cũng ăn, bầu bí mướp gì xòi tùm lum la, nói chung nó ăn tùm lum hết trơn á. Nên là cái loại thuốc mà trị nghiệp sáp nó rất là nhiều. Thì mình thấy trên thí dụ như mấy người mà người ta chơi lan thì không biết phải chơi lan không, hôm trước coi trên YouTube không biết cái nào thì thấy cái anh đó anh giới thiệu sử dụng cái chai này gọi là fast gì nè, fast AC 5EC. Thì này chuyên trị sâu miệng nhai chích hút. Thì cái này nó có là lúa nè, sử dụng cho lúa nè, bò xích, bò trĩ và rầy, sâu cuốn lá, cà phê thì rệp. Cái này là 10C đến 20C trên một bình 16 lít. Mình không biết cái nhãn màu vàng này nó như thế nào. Nhưng mà ở đây thì là nhãn màu xanh. À, cái đường này là cái chỉ thị chất độc của hóa chất. Mình cũng ớn xịt mấy cái này lắm. Ngán lắm. Xịt vô cái người nó giống như nó bị mạch tim vậy đó. Nên nó cũng, mình cũng rất hạn chế dùng mấy cái này. Năm thở 10 thì mới dùng. Chứ không phải là lúc nào cũng dùng. Tại mình trồng cũng ít cây chứ không có nhiều cây. Nên là nói chung là bị mấy con quỷ sứ nó hành thì mình cũng phải dùng thôi. Chứ nếu mà bình thường thì chắc cũng không dùng làm gì đúng không. Đó. Thì mình thấy một số cô chú anh chị hỏi thì mình cũng biết. Nhưng mà cái chai này mình lâu lắm rồi. Mình mua gần chắc gần cả năm rồi đó. Mà dùng mới cái nửa chai à. Lâu thì mình mới dùng. Mặc dù sứ mình nó cũng bị, nó không có được đẹp như người ta lắm. Nó cũng bị cái này cái kia nhiều lắm. Nhưng mà có nghĩa là thường mùa mưa thì sẽ bị nhiều. Mùa mưa thì bệnh rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì không bị hết. Nên là mọi người thử dùng cái loại này, thử dùng như thế nào. Đây nè. Còn mà nấm bệnh á, nấm bệnh mà mọi người ví dụ như nấm bệnh về cây sứ này kia được thì mọi người nên theo dõi những người mà người ta chơi lan á. Thì những người chơi lan thì họ xài thuốc rất là dữ, tại vì lan hay sử dụng phân thuốc rất là nhiều, mà cái liều lượng của lan thì nó thấp, thì mọi người cứ căn theo đó mà làm. Thì mình thấy đa phần là những người mà chơi lan thì họ chia sẻ cái thuốc trị bệnh rất là nhiều. Mọi người thử tìm hiểu theo cái nguồn bên đó thử coi như thế nào. Còn sứ thì tôi thấy ít quá. Mà tại chắc tại sứ nó trồng dễ hay sao. Nhưng mà một số của chú anh chị ví dụ như lúc mà trồng một hai cây thì không sao. Nhưng mà khi mà mua nhiều lên đó, thì nó lại sinh chuyện. Giống như mua nhiều lên nó mặc độ dày lên, cái đầu lúc đó mình chăm sóc không sể hay sao, nên là cái nó sinh đủ bệnh chứ. Có hai cái loại thuốc này là được. Còn không thì nên đi ra ngoài chỗ mà người ta bán chuyên bán thuốc bảo vệ thực vật á, thì mình xem coi người ta đưa thuốc gì thì mình xịt thuốc đó thôi. Tại vì tùy mỗi người, có người thích thuốc này, có người thích thuốc kia. Còn đặc biệt cái con rịp sáp á, thì ví dụ như mà thuốc mà mình theo mình nghĩ nha, tại ông ba mình cũng là nhà nông luôn. Nên khi hỏi ông chị rịp sáp dưới gốc thì sao, ông nói thì tại xịt nó trên đâu được đâu,
nó dưới thì bạn các bạn pha thuốc tưới xuống gốc. Mình thì chưa làm cách đó, thì đó là một cách ý, thì chắc mình nghĩ một chút mình sẽ lấy cái thuốc này nè, tại vì mua bên tô mình xịt mấy lần rồi nên mình sẽ đổi qua cái thuốc này. Thì mình pha xong rồi mình sẽ kết hợp với cái phân á, mình pha luôn rồi mình tưới luôn, tại bây giờ phun sơ nó trên mặt cho nó cái mấy cái trứng của mấy con sâu nó không có nở được. Rồi phần còn lại thì mình sẽ tưới dưới gốc, mình tưới trực tiếp vô đây nè, vừa tưới phân vừa thêm thuốc vô luôn, thì mình mong rằng là nó sẽ tốt. Thì mình nghĩ cái giải pháp đó là ổn, chưa thực hiện nha, nhưng mà mình thấy cái đó là ổn, thấy cái đó cũng được. Tại chứ bây giờ nó nằm dưới gốc, không lẽ bây giờ mình nhổ từng cây sứ lên, đúng không? Mình chắc là mình nghĩ là tưới chắc được, pha với liều lượng vừa phải thôi các bạn. Mình cứ có một suy nghĩ là mình cứ nghĩ là mình pha thuốc để đuổi nó đi á, chứ đừng có diệt nó. Ở đây là 10 đến 20 c trên bình 16 lít, thì mình cứ chia ra thôi. Thí dụ như 10 đây, 10 16 c đi, thì cứ 1 lít là 1 c rồi, thì cứ thế mà quất thôi. Bỏ chỉ đầy của con láo rệp tới 20C luôn, 20C trên 16 lít. Thì cứ cho là 1C, 1C 1 lít đi, rồi mình pha mình tưới. Rồi, trước khi tưới mình phun thuốc thì mình tưới thuốc thì mình tưới xương cho nó cứ ẩm 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 cái gốc, xong rồi mình tưới vô thì nó nhanh hơn. Theo cái cách suy nghĩ của mình là vậy đó nha. Mọi người cứ thử đi, tại vì mình trải nghiệm nó mới vui. Sao đâu mất mấy cây mà. Mình đây mấy cây này nó nhìn thấy nó cũng được. Đó, nó mua bên tô với phát này nè. Cái này mình đặt qua mạng không? Hình như cái này là mua trên Sendo á. Cứ lên đó kiếm gõ cái chữ ra là nó giao tới nhà cho mình luôn. Nhưng hiện tại chắc không được rồi, hiện tại nó đợi tới thứ hai rồi nó mới giao, nên là mọi người thử đi. Ok, ngắm hoa nha. Hoa nào cũng đẹp. Rồi chào mọi người nha, chúc mọi người nghỉ mùa nCoV thật là nhiều nhiều niềm vui, nhiều niềm vui. Ở nhà buồn quá thì không biết làm gì.